Mến chào các bạn, mình là Ngôi Nhà Mơ Ước 1. Ngày mới thì xin chúc các bạn làm việc, học tập thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Bà con mình thường hay có câu là tháng 2 là tháng xây nhà các bạn. Quả thật đúng như vậy, trong cái tháng 2 âm lịch này có rất là nhiều những cái ngày tốt để động thổ hay xây dựng nhà. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người một cái mẫu nhà cấp 4 đỡ hậu truyền thống ở nông thôn và sẽ được khởi công xây dựng vào tháng 2 âm lịch này nha các bạn. Mẫu nhà này mình tư vấn và thiết kế cho gia chủ ở Hậu Giang, Cần Thơ với cái chiều rộng mặt tiền là 5m và cái phần đỡ hậu là 2m và cái chiều sâu là 20m, được thiết kế đầy đủ công năng cho một gia đình 3 thế hệ sử dụng. Cái phần sảnh đệm phía trước là 3m, một phòng khách kim phòng thờ, 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, khu vực bếp và phòng ăn. Có thể nói với những bà con mình sở hữu những cái lô đất với cái chiều rộng mặt tiền từ 6m trở lên thì mình có rất là nhiều những cái phương án nhà để mình lựa chọn. Cụ thể ở cái mẫu nhà này thì gia chủ sẽ chọn cái phương án là nhà đỡ hậu chữ L các bạn, nhằm giúp cho ngôi nhà này nó có cái hình học nó được đẹp hơn. Và kèm theo đó, cái mẫu nhà này được thiết kế đặt để ở vùng quê nông thôn. Và ở vùng quê thì bà con mình rất là ưa chuộng xây dựng cái mẫu nhà hình chữ L, nhà đỡ hậu. Và các bạn sẽ có dịp bắt gặp rất nhiều hình ảnh những cái mẫu nhà hình chữ L như thế này khi có dịp về những vùng quê nông thôn. Vì sao cái mẫu nhà đỡ hậu đã được bà con mình yêu thích đến như vậy? Vì theo phong thủy, đỡ hậu để đón tài lộc và may mắn. Cái phần đỡ hậu này nó giúp cho ngôi nhà mình nó lưu thông gió và ánh sáng được tốt hơn. Cụ thể là tại phần đỡ hậu này mình có thể làm một cái sân giúp cho ngôi nhà mình nó được rộng thoáng hơn và lưu thông gió và ánh sáng từ cái phía đỡ hậu này vào trong ngôi nhà của mình nó được tốt hơn. Riêng về với cái mẫu nhà này thì sẽ được chia ra làm hai dải. Thứ nhất là khu vực phía bên tay phải thì sẽ được đặt để là những cái phòng ngủ, và phía bên tay trái là khu vực bếp, phòng ăn và phòng sinh hoạt chung. Được thiết kế theo một cái phong cách rất là đơn giản nhưng nó cũng có khá nhiều những cái điểm nhấn. Mặt tiền thì được thiết kế là giả mái thái một cấp tại cái vị trí sảnh, từ cái phần sảnh trở ra phía sau là đập tôn xây thùng một mái để tạo một cái điểm nhấn cho cái phần đỡ hậu này được nhiều hơn. Thì phần đỡ hậu sẽ được thiết kế một cái cấp mái giả giúp cho cái phần đỡ hậu này nó được thêm sinh động hơn. Về cái phần cái chiều cao nền thì được thiết kế là 5x8 cấp, tổng chiều cao nền là 750. Vì có nhà này được đặt để xây dựng ở vùng quê nông thôn, chính vì vậy mà cái chiều cao nền nó cần phải cao, giúp cho ngôi nhà mình nó tránh bị hơi nước tràn vào trong ngôi nhà, nhất là những tháng nước nổi như là tháng 9 và tháng 10 để bị tránh sai lệch về phong thủy. Và ngoài ra cái nền nhà của mình nó cao ráo thì bà con mình sẽ yên tâm hơn, ngoài ra giúp cho ngôi nhà mình nó trở nên nó cân đối hơn. Về phần cái thân nhà thì cao 3,9m, về cái phần cái mái nhà cái cấp mái thái thì là cao 2,5m, cái phần xây thùng một mái đập tôn trở ra phía sau. Về phần vật liệu thì với cái mẫu nhà này yêu cầu của gia chủ là sẽ chọn cái vật liệu sáng, chính vì vậy mà mình sẽ chọn cái màu trắng làm nền, còn cái màu nhấn lúc này đó chính là màu ghi xanh và màu ghi xám. Mặt tiền thì cũng được thiết kế rất là đơn giản, cột thì sẽ được thiết kế là cột vuông 350 kẻ chỉ âm. Cửa thì sẽ được chọn là cửa nhôm xin pha màu trắng để giúp cho ngôi nhà này nó trở nên thanh mảnh hơn và nó có điểm nhấn ở cái phần cửa được nhiều hơn. Ngoài ra giúp cho ngôi nhà này nó trở nên sáng hơn với vật liệu cửa nhôm xin pha trắng này. Ngoài ra ở phần nở hậu này sẽ được thiết kế là một cái gam dốc giúp cho xe chạy lên xuống ở cái khu vực này. Tại cái vị trí mặt tiền ở cái cửa bốn cánh thì sẽ được ốp gạch là 80x80. Cái phần chân thì sẽ được ốp gạch sậm màu và tạo những cái khoang gạch giúp cho cái mặt tiền của ngôi nhà này nó có nhiều cái điểm nhấn hơn. Và bà con mình ở nông thôn thì rất là ưa chuộng cái cách trang trí là ốp gạch mặt tiền. Về gạch nền thì mình sẽ chọn cho gia chủ là gạch 80x80, vân giả đá bê bồ, nền màu trắng và vân mây nó màu ghi.
viền gạch 80 x 80 thì nó rất là phù hợp tại cái thời điểm bây giờ, là gạch đá nó giúp tăng cái tính thẩm mỹ của ngôi nhà mình hơn. Ngoài ra tại cái vị trí sảnh này sẽ được thiết kế là hai cái lan can phía bên trái và phía bên phải, giúp cho ngôi nhà mình nó an toàn trong quá trình lưu thông đi lại và giúp cho cái việc liên kết những cái cấu kiện bên trong cái ngôi nhà mình nó được tốt hơn và nó sẽ trở nên nó cứng cáp hơn. Lan can là một cái cấu kiện mà tạo một cái điểm nhấn cho ngôi nhà mình nó rất là tốt. Chính vì vậy mà bà con mình không thể bỏ qua cái phần chi tiết quan trọng này. Sau đây mình chia sẻ một phần bà con mình cũng rất là quan tâm về cái giá hoàn thiện của cái mẫu nhà cấp 4 chữ L nở hậu ở nông thôn này là bao nhiêu, thì được chia làm hai phần. Phần thứ nhất, hiện nay nhân công nó sẽ dao động từ 1 triệu đồng trở lên một mét vuông. Còn về hoàn thiện vật liệu và nhân công của cái mẫu nhà cấp 4 giả mái thái một mét xuôi như thế này thì nó sẽ dao động từ 4 triệu trở lên. Vì sao nó có sự dao động như vậy? Vì nó còn tùy thuộc vào cái địa phương nơi mình xây dựng cái ngôi nhà này, tùy thuộc vào cái cách mình sử dụng vật liệu và cái cách mình trang trí mà cái giá thành ngôi nhà này nó có thể tăng giảm. Như vậy tổng cái diện tích xây dựng của ngôi nhà này, tính luôn cái phần nở hậu tổng là 120 m², và mình tạm tính cái chi phí hoàn thiện cho gia chủ là 4 triệu 1 m², thì hoàn thành gồm có vật liệu và nhân công ở cái mẫu nhà này đã chính là 480 triệu. Với cái chi phí này thì nó cũng rất là gần gũi với bà con mình ở nông thôn, không phải là quá xa cái tầm với. Có thể nói xây dựng được một cái ngôi nhà như thế này đó chính là một cái niềm mơ ước rất là lớn của bà con mình ở nông thôn và mơ ước cả cuộc đời, và là tài sản dành dụm cả cuộc đời mới xây dựng được một ngôi nhà như thế này. Nếu mọi người quan tâm về cái mẫu nhà này thì xin mạnh dạn để lại cái comment bên dưới thì mình sẽ tư vấn thêm cho mọi người, vì trong khuôn khổ một cái video ngắn ngủi như thế này thì mình cũng chưa có thể trình bày hết và chưa có thể bộc bạch hết để mọi người có được một cái sự hình dung được trọn vẹn hơn. Mình xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Ở nông thôn mình xây dựng được một cái ngôi nhà cấp 4 chữ L như thế này có thể nói là tạo nên một cái điểm nhấn và một cái điểm sáng ở địa phương nơi ngôi nhà này xây dựng. Mình vừa cùng các bạn trải qua tìm hiểu và phân tích một số điểm ở cái mẫu nhà cấp 4 theo một cái phong cách rất là đơn giản ở nông thôn. Và video của mình đến đây là xin kết thúc. Bây giờ xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Và bây giờ xin mời các bạn cùng nhìn ngắm lại một lần nữa vẻ đẹp kiến trúc của cái mẫu nhà cấp 4 truyền thống ở nông thôn, hình chữ L nở hậu giả mái thái một mét xuôi mà mình chia sẻ trong cái video này nhé.